người bị phụ dạy là kể cả bản thân tôi cũng phải thay đổi một cách, vì cái chuẩn mà mẹ em mua được hàng chuyên cường, đúng không? Cháu nói là cái chuẩn này quá là một chén không có hơn, mà người ta thấy mình sinh thêm người ta cũng hơi ngạc nhiên, đang ngạc nhiên mình thấy chuyến cơ mình mừng lắm. Quay lại biết rồi là ở châu Âu ở như vậy thì họ hay những cái tinh bột thì họ có thể bánh mì tất cả những thứ khác thì họ ăn cơm. Tuy nhiên có nhiều người ăn cơm nhưng mà ăn cơm như mình á, ăn nhiều đủ xít như mình á thì ít hiện tại vậy thôi. Nhưng mà cũng được cái hay là chế độ ăn của mình cũng còn rất nhiều rau, ít mỡ cho nên mình không bị béo phì. Bột mà mình nghèo quá mình chưa đủ tiền để ăn nên không có béo phì. Thứ hai là do cái tập quán của mình tự hành mình ăn ít đạm. Còn cái người dễ ăn, cái người bệnh nhân, tôi nói với cái người đó nghèo không tính đó, cái người nhân khi mình cho người ta về đó thì đa số người ta không dám ăn thịt, thịt là ăn được. Người ta nói là người ta sẽ tử thịt trong vòng một cái tháng, cái mặc dù mình dặn người ta ăn uống bình thường, người ta nói thì không đi về ăn uống kỹ lắm thì thịt cá là không dám ăn, thịt gà rồi thịt cá ăn nó mới hết tỉnh, chứ không ăn thịt cá cho mình lại đi ta. Thì cái đó cái tập quán của mình. Bây giờ thì mình đều học hết rồi đó, buổi ăn đầy đủ hay có đầy đủ ha, glucid, lipid, protein nữa. Nhưng mà đó là người nghiệp mình ăn sạch chết. Có đúng vậy không? Chứ hồi xưa tôi đi học những em cũng ăn cái ba cái dĩa cơm mà có ít thịt là tại đâu có tiền mà ăn thịt nhiều. Thì cái đó cũng là cái không hay. Nhắc lại về sản phẩm không hay. Bằng những mà những cái nước đó nãy tôi kể đó, người ta cũng không có một cái điều trị gì đặc biệt hết trơn. Năm 50 tới giờ người ta không có điều trị gì đặc biệt mà cái sỏi nó yếu mất. Ok chưa? Ngày xưa người ta cũng nghèo như mình, người ta cũng ăn như mình, người ta cũng ở dơ như mình. Nhưng mà bây giờ cũng còn rồi. Thành ra là quay đi quẩn lại thì cái đó mới là cái thực tế đó các bạn. Cái đó mới là cái thực tế. Là sao? Người ta cũng thống kê rồi, mình là nước ăn thứ mấy, nghèo thứ mấy, gì ở trong mấy, để ở dưới lên là số mấy. Có coi không? Không để ý gì nữa. Lời học quá rồi. Mình hẹn 57 thế giới công bố mới đây. Thì có thể là con số đó cũng như là chính xác, vì tôi nghĩ thống kê GDP quan trọng. Thống kê tỷ lệ thất nghiệp còn xa và vì bán cái số là công nghệ rồi chứ đâu có thất nghiệp đâu. Người ta định nghĩa thất nghiệp là còn không làm gì hết mà mấy người đó giá hết rồi, mấy này không làm gì đâu, không có tiền mình sống, đúng không? Rồi đây là nhiều học kỹ sư ra đó mà đi làm cái gì khác đó, để kiếm sống ba cái nghề đầu lao nữa vẫn coi như là có nghề. Đó là bây giờ là sau khi công bố và cái tỷ lệ thất nghiệp của mình nữa gần bằng hoặc là thấp hơn của Mỹ nữa, chịu không thể. Có một lần mình công bố rồi nên là nó nguyên nhân vậy. Có bốn nguyên nhân tóm lại nè, ăn tiếng Hàn là tôi nghĩ là cái nhiều nhất, cái này từ từ dân giàu được mạnh thì nó hết rồi có ngày mình sẽ không thể điều trị ở nguyên tắc nữa. Thứ hai là nhiễm trùng và ký sinh trùng. Đến thời điểm bây giờ thì nhiễm ký sinh trùng là thịt là không có nhiều, thì mình đã có ăn sạch, mình có kiểm soát nguồn thẩm khá tốt, mình đã không có tưới cao những cái dịch theo sự phân con người nữa. Rồi thế còn lại là rối loạn thành phần dịch vật và cái hẹp của ống mật. Thì nhớ lại là cái đó thường là thứ khác khi ban đầu rồi không có ai nghĩ nữa. Rồi bây giờ khi mà có sỏi thì nó có thể gây tắc nghẽn và gây nhiễm trùng, có thể ba cái này xảy ra cùng lúc. Thông thường tắc nghẽn sẽ xảy ra trước, đồng ý không? Sau đó sẽ nhiễm trùng, rồi cái quá trình này nhiễm trùng tắc nghẽn sẽ tiếp tục tạo ra sỏi. Đây nó là cái vòng luẩn quẩn các bạn.
Nhưng đôi khi nhiễm trùng nhưng mà không phát hiện. Đó, chuyện đó là có 50% các ca sỏi ở một chủ được mổ ở bệnh viện Đại học Y Dược là không có thắc mắc. Không có tắc mặt đây của ngoài da đó. Tắc nghẽ thì có thể có nhưng mà chưa có tắc mặt. Tắc nghẽ thì gây ra cái gì nè? Tăng áp lực, đúng không? Tăng áp lực là mới tắc mặt. Tắc mặt là cái xảy ra sao? Nhiễm trùng thì gây ra cái gì? Nhiễm trùng tại chỗ so với nhiễm trùng toàn thân, đúng không? Nhiễm trùng huyết, suy ra cơ quan, đúng không? Tại sao cái nhiễm trùng đường mật này nguy hiểm? Nhiễm trùng đường mật nó nguy hiểm là cái gì nè? Có nói rồi đó. Giữa một bên trong cái hệ cửa, một bên nó tới bọn gan sẽ tiếp xúc với ống mật, một bên là hệ cửa, phải không? Tăng áp lực nhiều trong hệ mật thì tự động mật nó sẽ đi trực tiếp vào động mạch, cái gì vi trùng sẽ vào trực tiếp động mạch. Vì vậy là cái nguyên của đường mật, nhiễm trùng của đường mật được coi là cái nhiễm trùng ổ bụng mà loại đặc biệt. Tức là nó khác thì nó khác. Nên nó xài cái sinh mạnh hơn và cần phải chú ý theo dõi kỹ hơn. Cái bài mà viêm đường mật á thì các tôi nghĩ là các đi sáng và sẽ được học kỹ hơn. Viêm đường mật và viêm nước mật bây giờ người ta chuyển đoán và xử lý theo Tokyo Guideline 2013. Đó là cái hội nghị đồng thuận của thế giới ha. Và coi như là xuất hiện chuyển đoán và điều trị viêm đường mật cấp. Dạ. Được chưa? Các bạn có hỏi gì về cái này không? Rồi, bây giờ cho tôi biết triệu chứng đi. Nãy giờ mình nói lòng vòng vậy đó, giờ có cuộc sỏi cái hẹn này. Đúng không? Triệu chứng của mình là gì? Tăng nhẹ thì tăng áp lực. Tăng áp lực thì đau. Đau là sao? Ban đầu là tăng áp lực. Tăng áp lực thì đau theo cụ thể của đau tại. Hôm nay tôi không biết em có học bài đau tại là đau thành chưa? Đau bụng đó. Thì cái nhớ mình đi ba cũng có nhớ. Như vậy ban đầu sẽ đau tại thì gan là nó nằm ở gan và đường mật là nằm trong cấu trúc phôi thai là của for đó, tức là đường trước. Cho nên mình viêm đau sẽ có khuynh hướng đau vô từ giữa và trên luôn. Yeah. Được chưa? Thì cái vùng gọi là vùng trên lốt, cái là vùng thượng vị để các bạn học cái này trên lốt. Tức là cái vùng đau ở vô giữa tăng đầu đó là đau đau tại tăng áp lực đau tại. Tăng áp lực xong thì nếu mà phải phát triển còn thì mình sẽ đau đau kiểu gì? Ở đây sẽ có hai cái kiểu là đau quặn từ cơ trên nền đau mới gọi là đau này. Thì thông thường nếu như không tiếp obstruction, bệnh nhân sẽ đau nhiều và đau liên tục, đau không có tình cơ, không có tình cơ. Tại sao? Cái này nhiều người nhầm lẫn lắm nha, nhầm lẫn. Mà cái này nếu đi lâm sàng cũng sẽ thấy. Cái tên ấy, người ta tiếng Anh là biliary colic. Tại sao? Tương đau quặn mà nghe colic nó giống giống như là ruột, như là sỏi hiệu quản, như là thế. Người ta thấy cấu tạo của một chủ không có một cái miếng sơ cơ nào trên, nó chỉ có sợi chung sợi nạc thôi. Cho nên nó tăng áp lực thì làm bị vậy là không thể nào, không thể nào chỉ có túi mật thì co bóp được thôi. Như vậy giai đoạn đầu thì có thể có một ít co bóp của túi mật, một ít thôi. Nhưng không đáng kể ở vì sao? Vì khi mà bắt đầu áp lực nó tăng lên thì sao? Túi mật cũng đang tăng thời gian rồi đâu. Được chưa? Thì nó không có co bóp được nữa. Nó không có như ruột mà nhảy ra nó bóp thì chạy vào dòng kia. Nó còn cái đường thông. Còn cái mật mà nó căng lên rồi nó không bóp. Rồi. Như vậy thì mình cái kiểu đau của bệnh nhân sẽ là đầu tiên là đau hoặc là đau âm vị. Nếu như là tắc mật không hoàn toàn, đau âm vị cũng thường bị. Nếu mà tắc hoàn toàn thì áp lực nó tăng lên liền, tăng lên nhiều thì sẽ đau nhiều mà liên tục tôi cũng không biết tiếp nó sao nữa. Tắc nghẽn thì nó sẽ gây ra tắc mật. Tắc mật thì sao?
tức là tăng nguyên tố máu, chịu nguyên sẽ có vàng da, được chưa? Cơ chế vàng da sẽ nó là tăng áp lực trong hệ thống mật và đi trực tiếp từ dịch vật sẽ tràn vào mạch máu và thử máu sẽ tăng nguyên toàn phần và tăng nguyên trực tiếp. Còn với vàng da thì mình có tăng nguyên trực tiếp trong máu thì sẽ thải ra nước tiểu, sẽ có nước tiểu vàng đậm rồi khi đi ngắm ở mô và dịch các cơ thể sẽ gây ra vàng ở trong mặt mắt. Thế nghĩa vàng da là việc là tăng là nhiễm các mô và dịch cơ thể nhiễm màu vàng do UVB. Rồi tắc nghẽn xong, sỏi gây tắc nghẽn, tăng áp lực gây đau, gây tắc mật. Rồi cái nữa là mình sẽ nghe khi nãy nói là đó nhiễm trùng, đúng không? Tiếp tới nữa là sẽ có nhiễm trùng. Nhiễm trùng thì sao? Nhiễm trùng là cái phát hiện đó nó làm cho vi trùng ứ đọng, đó là nghe vi trùng sẽ phát triển lên. Vi trùng phát triển thì sẽ có nhiễm trùng viêm, đúng không? Nhiều thì sẽ có phải là có vi trùng, có viêm thì sẽ có những hiện tượng của nhiễm trùng toàn thân. Ví dụ là bệnh nhân có sốt, bạch cầu tăng, CRP tăng, thì cái chỉ dụng viêm. Cái đau lúc đó ban đầu là do căng thôi, do áp lực thôi. Vì đau lại sẽ được cảm nhận bằng cụ thể áp lực là gì. Nhưng mà khi viêm rồi đó, thì cái dịch viêm tiếp là nó sẽ kích thích phúc mạc thành và gây đau thành. Lúc này bệnh nhân sẽ đau và yếu sự thải. Cái điểm nào nó sẽ là phù đủ với yếu sự thải. Hoặc là đôi khi chúng ta kéo, chúng ta chạm được túi mật, chạm được túi mật bị viêm, chạm được túi mật viêm thì cũng gây đau. Như vậy ở giai đoạn sau đó, khi người nhân đau ở lên bên phải thì nó đã qua cái giai đoạn đào tạo bên đầu rồi. Hỏi cái này dễ không? Mình hỏi người nhân đau đâu, mình phải tài chỉ. Nếu người ta chỉ so sánh như vậy, tức là cái đau này cũng chưa có rõ ràng. Còn người ta chỉ rõ ràng như thế này. Cái thứ hai là mình sẽ cho người ta hít thở, cái hít sâu yên thở mạnh ra. Hoặc là ho, hoặc là đi đứng, khỏi là đi đứng lại đau thôi. Thì chỉ đau lên một bên, thì tới đó là đau thành rồi. Và nhớ là sỏi nó tắc nghẽn trong cổ họng chủ mà ở dưới thấp á, thì túi mật cũng nằm trong hệ thống đường mật còn bị tắc nghẽn, đúng không? Và khi một cái tắc nghẽn như vậy thì theo em thì mình có được có mật chủ nè, có túi mật nè, và có đường mật trong ngang, đúng không? Thì nó mật cũng có ba chỗ đó. Thì cái chỗ nào sẽ là nhãn đầu tiên? Khi có tay có được trong túi mật, ví dụ sỏi kẹt ở túi mật chủ, thì chỗ nào sẽ nhìn thấy được những nơi là nó giãn lớn này. Tự không trả lời cho mấy bạn. Có 3 chỗ đó. Chỗ 1, 2, 3 chứ có gì khó là mình suy nghĩ. Hả? Chỗ nào? Rồi, bạn này trả lời xuống mặt. Tại sao? Gan là bạn đặt nên có gì ở đây là ống mật trong gan mà đâu có nói gan đâu. Nó bao xung quanh cho nên ống mật nó khó giãn hơn. Rồi. Vậy sao với ống mật chủ thì sao? Ống mật chủ thì là có những cái mô liên kết mà có những mô liên kết xung quanh. Rồi. Rồi bạn nói là đúng ha. Nhưng mà phải hiểu cơ chế vậy mà. Trong một cái hệ thống khi tăng áp lực thì cái nơi mà giãn ra nhiều nhất là cái nơi có trương lực thấp nhất. Tưởng tượng này chưa? Trương lực là cái em nói đó. Thế dù đường mật trong gan được bao quanh bởi nhu mô gan, cho nên em muốn làm nó giãn là thì áp lực phải nhiều, áp lực phải cao. Ống mật chủ được bao quanh bởi cái mô liên kết xung quanh. Nhưng mà túi mật thì nó bình thường nó lại trước nơi trữ mật mà nó giãn ra cái thể tích nó rất là lớn và nó co giãn rất nhiều. Cho nên nếu áp lực tăng chắc chắn là túi mật sẽ to lên trước. Okay. Và như vậy hết pin. Và như vậy thì dấu hiệu mà túi mật nó to lên nó là cái dấu hiệu gián tiếp. Hay, gián tiếp.
để cho mình biết là cái tắc nghẽn đó nằm ở dưới thấp hay trên cao. Tại nó là cục sỏi, thông thường nó gây tắc ở dưới thấp, đúng không? Nhưng mà cũng đâu ai cấm nó tắc ở trên cao. Nghe. Rồi. Bàn da, nhiễm trùng, đau bụng. Rồi còn gì nữa không? Cái gì có thể xảy ra nữa nè? Xảy ra nữa là diễn tiến của cái nhiễm trùng này thôi. Cái nhiễm trùng này càng nặng thì sẽ càng có nhiều cái biểu hiện khác ha. Ví dụ như cái nhiễm trùng này nó không còn nằm ở trong hệ thống mình nữa, mình nó lan vô trong máu thì nó sẽ là nhiễm trùng huyết. Nhiễm trùng huyết rồi sẽ sốc nhiễm trùng và suy đa cơ quan, sẽ có suy thận, suy hô hấp, trụy tim mạch nha, rối loạn tri giác, thần kinh, vân vân. Thì các bạn thấy là cái đó là diễn biến của nhiễm trùng đó. Một cái tác mật mà bị đi lại nhiễm trùng đi nhiễm trùng lại trị hoài không hết thì cái lâu ngày lâu ngày thì nó hư cái gan, là sơ gan cho sản phẩm. Cái này bây giờ cũng kiếm được, bởi vì bây giờ mình có cái phương tiện hiện tại mình đi được lên đây. Sơ gan cho sản phẩm bây giờ chắc cũng không còn, nếu như được thì tốt. Hồi xưa sỏi trong gan không chắc có gì lấy được, nên cái bệnh là mổ, mổ đi cũng làm một chát mà. Cái hệ nhiễm trùng thì xài thuốc thôi, còn tắc mật chạy hết. Thì hoài bị lợi như thế như lại hoài, riết được là bị sơ gan luôn. Tức là sơ gan cho sỏi mật, cho nhiễm trùng sẽ đi ra được. Bây giờ cái đó không có ít ít kiếm hết. Rồi còn thứ nữa bạn nhìn đây, khi mà nó tắc ở dưới thấp nữa đó thì nó tắc luôn cả quỷ, đúng không? Tắc dưới chỗ đầu cũng quỷ và có gây một cái biến khá nặng, đó là viêm tụy cấp kèm với là tắc rồi gây ra tắc cũng quỷ và viêm tụy cấp là một biến chứng rất là nặng. Viêm tụy cấp thì có hai thể, thể nhẹ và thể viêm tụy, thể nặng, thể viêm tụy nặng, viêm tụy bệnh tử và viêm tụy bệnh tử thì nên để con sẽ được hai mươi năm mươi đồng. Rồi tắc nghẽn ở phổi mật và kéo dài hoặc là nặng lên thì nó gây cái túi mật nó căng, hồi nãy là cái chỗ nào căng nhất đúng không, là chưa được thấp nhất thì nó bị căng nhất, nó vừa nhiễm trùng nó vừa căng vừa tiết dịch trong hệ thống mật thì nó sẽ giảm cái máu tưới máu ha. Vừa nhiễm trùng vừa viêm vừa giảm tưới máu thì có thể gây ra hoại tử cái thành túi mật ha, và có thể thủng nha. Khi mà nó căng như vậy thì áp lực cao dịch vật ở trong mình có thể thẩm xuyên qua túi mật ra ngoài, vi trùng có thể thẩm xuyên qua ra ngoài. Như vậy thì nếu có thủng đường mật thì người ta gọi là viêm phúc mạc mật. Được chưa? Mổ ra mà thấy có dịch mà có mủ rồi nó mủ mà có cái chỗ thủng thì gọi là viêm phúc mạc mật. Còn mổ ra mà cũng thấy dịch mà có mủ rồi đó nhưng mà không có thủng thì người ta gọi là thấm vào phúc mạc. Thì thôi cái tên chứ không gì, tóm lại là cái nhiễm trùng là từ đường mật nó lan ra thành ra viêm phúc mạc cung tú hay là vào phúc mạc và có lỗ thủng trên cái hệ thống mật hay không. Thường là thủng ở túi mật chứ ít khi nào thấy thủng ở mật chủ nha. Rồi mình coi một số cái hồi nãy là cái hình vẽ, bây giờ là cái hình chụp. Cái hình này đó mình khi mình mổ các túi mật đó mình cho một cái ống vô trong cái ống túi mật, mình bơm thuốc vào trong, các bạn sẽ thấy là thuốc nó trám lên cái ống mật và đổ vào một chủ. Tới đây là một chủ đổ xuống ra rẽ và thuốc chạy qua mình thấy ở đây là một cái. Như vậy kích thước ống mật bình thường nó là nhẹ và kích thước đường mật trong gan thì nó là nhỏ như sẽ tập nữa. Đây là một trường hợp có tắc nghẽn, các bạn thấy là ống mật giả cho hồi nãy đúng không, cái ống của ngoại viên đó to hơn nhiều, được chưa? Và mình nói rằng cái ống của ngoại viên này là cái nó có trương lực cao nhất mà nó giả như vậy thì chắc là có tắc nghẽn. Và mình thấy ống mật chủ giả và ở đoạn cuối này có những cái mẫu tình tiết đây là sỏi, rất nhiều sỏi đồng với cái đoạn cuối mật chủ này nha. Và một ít thuốc mà có xuống mình ta rẻ, tức là kể cả khi mình
chụp cái hình này mình thấy rằng một phần nào cái thuốc cản quang này nó có đi xuống dưới ruột, chứ không phải là công liên obstruction. Rồi những cái này thì tôi nghĩ là mấy bạn có thể đọc và hiểu được, tôi không cần phải nói gì nhiều. Cái cơ chế sinh mệnh này thì hồi nãy nói lại nè, chiếu đạo là cái bị nhiều nhất ha. Cái ứ động mạch này đa số là do cái bất thường giải phẫu của ống mật ha, nó hẹp hay gì đó ha. Còn dung bây giờ là cần thiết, đây là cái cơ chế. Không chỉ phải là bilirubina, không nội men ha, có thể là palmitat, calcium và một số cái chất khác. Cơ chế sinh mệnh này thì nó liên động triệu chứng á, triệu chứng thì các bạn nhớ là đừng có học cái này, tại vì các bạn học cái này á, đây là cũng là những cái trong sách thôi, tôi không được phép dạy không có trong sách vì các bạn biết gì trong đó. Nhưng mà bây giờ đó, người ta hiện đoán trong viên túi mật, người ta đã có cái này, tôi gọi là Tokyo Guideline, tiêu chuẩn rất là rõ ràng, có ba tiêu chuẩn A, B, C. A là gì, B là gì, C là gì. Cái tam biến chặt tua mà dùng để chẩn đoán viêm túi mật đó, người ta không có dùng nữa. Lý do là độ nhạy của nó chỉ có 25-30% thôi, độ chuyên biệt nó cao nhưng độ nhạy nó thấp. Đó là vì sao người ta phải dùng một cái bảng, cái tiêu chuẩn thì nó khác với cái độ nhạy cao hơn để tránh tử vong của bệnh nhân. Cái bản đó thì có thể tôi sẽ chép cho các bạn, nhiều khó phải học tiếng Anh rồi nha. Rồi như vậy thì hồi nãy mình nói nè, cái quay về cái tiêu chuẩn nè, có sỏi nè, có tắc nghẽn không nè, có nhiễm trùng không nè, và về mặt lý thuyết thể có sỏi hoặc chủ thì có chỉ định điều trị. Được chưa? Mặc dù nó có thể chưa gây tắc nghẽn và chưa gây nhiễm trùng, cái này rõ chưa? Tại sao? Bởi vì á, khi nó gây tắc nghẽn và nhiễm trùng thì đã là một cái nhiễm trùng đường mật, là cái nhiễm trùng nguy hiểm, có thể gây tử vong, diễn biến nhanh nè, có thể gây tử vong. Như vậy mà thể cái sỏi mật chủ thì người ta có chỉ định để điều trị. Tuy nhiên người bệnh đến với mình có thể đa số là người ta đau rồi mới đi, người ta bị tắc rồi người ta mới đi, cho nên thường là có tắc nghẽn và có nhiễm trùng. Nhưng mà cũng có những trường hợp có sỏi nhưng mà không tắc nghẽn và không có nhiễm trùng nha. Cục sỏi có là của mình có thể di chuyển lên tử cung mình chưa gây tắc nghẽn, nhưng mà mình cũng không biết là khi nào nó sẽ gây tắc nghẽn và gây nhiễm trùng nha. Đó là lý do tại sao mà có một số trường hợp người ta tới với mình là mình chỉ qua mình thấy được có ống mật tiên sỏi thứ hai hay là ba cm, tức là sao em, tức là nằm nó lâu rồi, nó lớn lên từ từ chứ đúng không, mà tại sao nó cứ nằm nó lớn lên mày rồi, vì không phải cục sỏi là nó cũng còn do cái tự động nó lọt từ xuống dưới đâu. Có thể nó nằm kẹt đó mà ở bên cạnh đó mà có cái đường để mật nó đi qua rồi. Cho nên mình sẽ có những cái trường hợp mà em mổ là cục sỏi lớn là vậy, chứ không mình thấy cục sỏi nhỏ mình có điều kiện thì làm gì tới cục sỏi lớn rồi. Có những cái cục sỏi 3-4 cm lúc đó không có gì nặng rồi. Mình nghe các bạn thấy là cái gây tắc nghẽn không có nghĩa là phải có sỏi vô mặt mà là có tắc nghẽn. Và cái mức độ đau á thì nó phụ thuộc của cái mức độ tắc nghẽn nha. Cận lâm sàng thì là tôi nói rồi nha. Bệnh nhân nếu có viêm đường mật thì có dấu hiệu nhiễm trùng, bạch cầu tăng nha, CRP tăng, có dấu hiệu của tắc mật nha, và viêm tăng và viêm đường tiết, phosphatidylserine, men gan, những cái khác của mình đâu nha. Và vàng da thì có cái tiểu vàng sậm, sắc tố mật và mũi mật và nước tiểu tăng. Trong sỏi mật ít khi nào bệnh nhân đi cầu phân bạc màu. Cái cầu phân bạc màu tức là sao, tức là không có bilirubin trong phân,
chỉ có 5% bilirubin thải qua mật được thải ra phân thôi, 95% còn lại sẽ được phổi đài hấp thu trở lại. Các bạn nắm cái chương trình nghe đồ rồi gì? Và thông thường là mình phải bị tắc mật hoàn toàn, thông thường là không ung thư thì mới có cái hiện tượng là đi cầu không đặt nào. Không đặt nào là sao? Thì các bạn đi ba các bạn phải hiểu triệu chứng, phân bạc màu có nghĩa là không có màu bạc, nó màu nâu, màu sáng bạc, màu trắng, trắng bạc hoặc là màu đen, giống như cái nhang mình đốt á, cái lương nhang mình đốt xong nó sẽ còn lại cái gì á, cái tro á. Hoặc là các bạn coi cái người ta ví là giống như con chim, chim nó không có thải đi trong phần tổng hợp thì có, chim thì nó là mang cái lớp đen cái trắng này, đúng không, cái nâu nhờ nhờ thôi đó. Như vậy thì cái câu mình hỏi như là phân bạc màu, nhưng mà có khi á các em hỏi bệnh nhân người ta có đi cầu phân bạc màu cũng sẽ có, mà thật sự là không đúng. Bởi vì ở nước Việt Nam á, khi em bận cái áo thì áo cũ thì người ta gọi là bạc màu, cái là nó nhạt đi thôi. Đôi khi là người ta hiểu ý vậy, cho nên các cái câu đó thì nên hỏi là bác đi cầu phân cái gì, cái bạc muốn làm gì để mình kết luận là mình đi cầu phân bạc màu. Bởi vì cái dấu hiệu là những em hỏi người ta không hiểu là người ta trả lời sai rất là nhiều. Hôm nay điều chính á là phải hỏi cho kỹ, phải hiểu cho rõ nha. Cái đó thì em có thể đọc các định nghĩa của các triệu chứng trong nghiên cứu triệu chứng tổng của thầy Covid nha. Bạn nào đi ba cái lớp thì mình làm việc có chép cho nó rồi hỏi những người trong lớp á, chép về rồi đọc trong lớp nha. Bởi vì khi các bạn hiểu triệu chứng rõ thì mình cảm nhận nó chắc. Và mình vì mình lý luận để ra bệnh trên những điều kiện mình hỏi, cho nên mình sai về đầu cái khúc sau họ phải bài. Tôi nghĩ chuyện này là quan trọng. Đừng có tưởng nó dễ, và nếu ai mà tưởng cái này dễ thì sẽ không bao giờ là người giỏi được. Vì giỏi hay không là từ những cái cuộc gặp đầu tiên, những cái mong chứ không có giỏi ở trên trời là không có. Cái này thì bây giờ chắc là tôi nghĩ là các bạn thấm thiết chuyện này rồi ha. Xin lỗi, Việt Nam mình bị gọi là gì, bị nói thì người đối tượng mình bị người ta đen, người ta chế, người ta nói xạo gì mà biết được rồi quen. Các em nghe chuyện thánh giống không? Thánh giống là gì? Là không có rèn luyện nghệ gì hết, ăn nước ở trong nữa, tự nhiên cái ăn cơm thật sự cái đó là hơi lẽ ra người ta phải dạy cho mình muốn đánh thắng cái gì đó là phải có một cái sự chuẩn bị, đúng không, một cái sự, một cái ý chí gì đó, chứ không tự nhiên mà nói còn không ra chữ nữa, tự nhiên đùng cái là thành anh hùng. Cái đó nó mang nhiều đầu mang nhiều không, mình nghĩ là mình chẳng có cần cố gắng nhiều đùng cái là quay hơn rồi thành ra được khó. Trong khi đó cái người nước ngoài người ta dạy con người này khác để mà thành công được á là phải học, là phải rèn luyện, là phải phấn đấu, chứ không có dạy con cái kiểu đánh nhau. Tôi không thấy gì hay trong cái chuyện đó, và người ta cứ thích trên để rồi những cái ví dụ như là người ta sẽ dạy cho con mình người giàu là người giỏi, đúng không, chứ ai đời mà dạy cho con mình người giàu là người xấu. Các bạn có hiểu cái ý anh nói không? Thế là tôi đi xe thì mới mở một cái của chương học tại bây giờ làm cũng đẹp á, dạy cái xe năm đốt. Thì cái anh mà nghèo, anh không có gì gì làm, không có học, anh đi chặt củi đúng không? Anh làm cho cái nhà không có giàu, cô con gái thì đẹp, anh muốn là anh đã ngập nghé cô này. Đó là anh nói ông phú hộ thế bên là thì tập chỉ đi tập phú rồi thấy cái người giàu tự nhiên cái tâm cái đó là hiện lên được là xấu xa lắm. Còn
còn nghèo rồi cái gì đó, chưa chắc đi học giỏi nè, chắc tuổi chứ đâu biết làm gì khác đâu, thì lại được ca ngợi. Vậy xã hội thì sẽ đi về đâu nếu mà ca ngợi đối tượng như vậy, đúng không? Trong khi đó nếu mà mình dạy con mình, con ơi giàu là dù là bạn phải học được ca, thì tự nhiên mình biết tạo những người giỏi, người ta sẽ dạy cho mình giỏi, đúng không? Người ta sẽ dạy cho mình giàu, chỉ cho mình giàu. Còn cái xã hội gì thấy người ta giàu, người ta giỏi, xuống nhau chửi. Thì cứ mấy đứa nghèo hoài, người ta giàu, người ta cứ giàu. Các bạn hiểu ra cái chuyện đó chưa? Chuyện nào chưa hiểu được chuyện này, bởi vì tất cả những người ở đây tôi không có tham nhũng ở cái xã hội này, đang nhiều người giàu, không có bằng cái sức lực của mình. Những người giàu là người giỏi của mình được nhiều, đừng tưởng là người ta như mình. Nếu bạn có dịp mà ngồi với những người mà người ta già, mình nghe người ta nói, một đứa là bác sĩ, một đứa thấy tội mất cả. Tại sao người ta phải bỏ rất nhiều tiền để ngồi với những tỷ phú thế giới một bữa ăn trưa để nghe người ta nói chuyện, đúng không? Sinh viên tất cả các nước mời những cái nhà thành công, những gọi là những người thành công doanh nghiệp, hay là chính trị, anh, ủa thế gì anh hả? Dạ. Để họ nói để nó quan trọng, đó là một cái kinh nghiệm người ta quý báu, có thể là người ta đúng đất là được. Các con hơi lạ, có thể thấy là giàu là mình chê, là mình coi là xấu, bây giờ cũng bắt đầu thay đổi. Next, đây là đi lên không được. Cái bộ mẹ là thiết kế mà hay, tức là muốn đi lên bên kia thì phải đi lên đây, và muốn đi xuống thì cũng phải đi qua đó. Và cái này tôi nói là đây một cái cục của đại học, cục của trường đại học, mà không có thấy cái tính giáo dục ở chỗ nào đi sao? Thầy cô sẽ đi lên đi xuống với học sinh rất là thường xuyên, đúng không? Và tôi còn đi lên không được, thầy với cô giáo còn nói dài sao đi? Thì mặc nhiên ông thầy sẽ phải đứng ở đây. Có những cái thứ các bạn tưởng là nó nhỏ lắm, đúng không? Nhưng mà tại sao mình không có nghĩ ra được cái này? Tại sao mình làm vậy? Đẹp không? Đẹp chứ nào? Nhưng mà có thiết thực không? Có đúng những cái nguyên tắc về giảng dạy không? Tôi nói rồi nhưng mà không được tập. Tại vì hình như là nghiệp thu nó sao sao đó rồi. Sửa lại cũng được. Còn chuyện nói về hình ảnh thì các bạn nhớ nè, trong cái hồi nãy đó, cái này nè, sỏi nè, tắc nghẽn này nhiễm trùng. Hồi nãy mình thử máu mình biết là có tắc nghẽn hay là có tăng bilirubin hay không, đúng không? Một số các chất khác men gan có tăng hay không, một phần thì mình sẽ tắc nghẽn. Nhiễm trùng thì mình sẽ thử sự tăng mặt cầu của máu, đúng không? CRP những cái viêm ha, và lâm sàng là sốt. Như vậy từng cái này nó sẽ có lâm sàng, nó có cận lâm sàng. Cận lâm sàng mình có lab test, tức là các xét nghiệm sinh hóa, imaging tức là hình ảnh học, và cái cuối cùng là tâm dược chức năng. Thì tất cả những cái gì thể hiện được cái này thì mình hiện quan. Như vậy một trong những cái rất là quan trọng để chẩn đoán sỏi có một chủ, đó là chẩn đoán hình ảnh. Tại sao? Hồi nãy em chỉ biết có tắc nghẽn mà thôi, hồi nãy em chỉ biết có nhiễm trùng mà thôi, còn cái này em biết là có cái nguyên nhân gây tắc nghẽn là gì. Như vậy để mình chẩn đoán một cái tắc nghẽn ống mật do sỏi một chủ thì mình có thể một là mình thấy cái dấu hiệu trực tiếp là mình thấy cục sỏi, thấy cục sỏi ống mật. Hoặc với người gián tiếp là em thấy ống mật bị giãn to ra, túi mật to ra từ một trong gian giãn, đó là những người gián tiếp. Rất là đơn giản. Còn dấu hiệu viêm mình cũng có thể thấy, mình có thể thấy là túi mật căng ra thành dày, có tụ dịch qua túi mật ha, hoặc là các thành của mật cái dày có hiện tượng viêm quanh khoảng cửa sáng lên trong CCD ở cái hiện động mạch, đúng không? Đó là thể hiện hiện tượng viêm tay nó rất lớn. Như vậy thì phải là học bài, nhưng mà việc học cũng không nhớ thì em
chưa có đọc cái phim này, các bạn phải hiểu là dùng trực tiếp là cái gì, là gián tiếp là cái gì. À, gián tiếp là có tác nghĩa ống mật tiểu mật giãn ra và có hiện tượng viêm. À, viêm tức là sao, thành của ống mật dày, thành của túi mật dày, phù nề có dịch quanh túi mật, có dịch để rồi đường mật giãn, gián tiếp vân. Còn cái gì thấy được cái đó thì có hình, thì gọi là siêu âm. À, siêu âm thì thông thường là siêu âm bụng là đủ, hoặc là có thể siêu âm qua nội soi. Cái này cao cấp lắm, ở Việt Nam một vài lần đưa vô xài thì nó mang hư lắm em, mua thì mất tiền, xài vài lần hư à, giờ người ta không cần nữa, người ta không cần nữa. Tuy nhiên tại sao cái này người ta cần? Bây giờ thì có một cái thứ tốt hơn là MRI thì mật rồi, nên cái này cần lắm. Siêu âm bụng á, thì tại vì cái đoạn cuối mật vú hồi nãy các bạn thấy nó đi ở trong tủy đó đúng không? Nhưng một phần nó đi sau tá tràng, khí nó che rồi, siêu âm cũng thấy được. Cho nên á, là bỏ sót sỏi mật vú tới 30% thì tức là 100 ca có sỏi thì phải 30 ca là cũng thấy. Mà chỉ thấy gián tiếp là theo một giãn rồi, không thấy được nguyên nhân. Do đó mà để cho apply siêu âm cho thiệt là tốt, người ta mới dùng cái ống soi tá tràng để soi từ xương từ lên trên miệng qua dạ dày xuống tới tá tràng, đúng rồi đó. Cái qua cái chân thao tác người ta đẩy một cái flop nhỏ ra, áo giữa thành tá tràng thì ngay vào cái độ tiểu độ của cái ống túi mật, xin lỗi, của mật chủ độ của tá tràng. Cái đó mình đưa cái đầu vào xem ngay đó, mình sẽ thấy được cái đoạn cuối của mật chủ, và nếu có soi thì sẽ thấy được rất là rõ. Đó là một cái cách tiếp cận theo cái cơ chế sinh mệnh ngay cái chỗ có sỏi. Tuy nhiên sao? Rất là đặc biệt. Cái đường mụn rất là mau vì nó dài lắm em. Nó dài đến thước mấy được cái đắp cái khớp đó. Nó dài nè, nên là nó rất là sàn mấy lần nó hư được, nên mất tiền. Và xưa Việt Nam mình có vài nơi có. Rồi sau đó thì nó hư, mình coi là thấy là không tin ra đây là sao. Ngay cả thế giới, những cái trung tâm lớn thì mới có. Yeah. Trung tâm nhỏ thì như vậy cái này đọc cho biết là ở Việt Nam là không có, tới giờ phút này là không có. Thì các bạn thấy là cái siêu âm nội soi khá là chính xác. Đó, siêu âm nội soi các bạn sẽ thấy sỏi hay không như thế nào. Chụp X quang đường mật, cái này thì cũng đã ghi là chỉ bản luôn rồi. EICP tức là đưa cái ống soi vô trong tá tràng, qua cái chỗ lỗ đó, đưa một cái chân tay nhỏ lên, bơm thuốc lên trên ngược lên để chụp. Bởi vì đây gọi là ngược dòng này, bơm ngược thì dưới lên để chụp. Nhưng mà vì cái kỹ thuật này nè, nó gây ra tai biến nhiều quá, nên bây giờ người ta không dùng nó để chụp lại nữa. Giả sử có sỏi, anh làm vậy xong, anh cắt cái vòng và lấy sỏi luôn, thì nó dùng để vừa chụp lại được. Còn dùng để chụp lại chân ngược không làm nữa. Bởi vì có một cái thứ sau này tốt hơn, đó là làm MRCP, là chụp MRI được không? MRI đường mật thì thứ nhất là nó đòi hỏi cái máy móc hơi mất tiền, nhưng nó hoàn toàn vô hại với bệnh nhân và cái độ nhạy của tim rất là cao. Còn cái một cái phương pháp nữa mà hồi xưa mấy thầy hay xài là ống mật giãn vậy, lấy cái kim chọc vô đây, bơm thuốc vô thì thấy thuốc nó hiện lên trên đó những cái hình huyết. Hồi nãy cho em coi cái phim thì cái case đó là mình mổ cắt cái mật, thì trong lúc mình cắt cái mật mình bơm thuốc vô trong ống mật, cái nguồn kiểm tra ống mật, tức là tất cả những cái này đều là xâm phạm invasive technique, cho nên nó sẽ được sắp sang. Nguyên tắc của cận lâm sàng là gì? Ít xâm hại, rẻ tiền và hiệu quả. CT scan. CT scan có tốt hay không? Tốt. Thấy được hình ảnh đường mật giãn nè, mật máu nè. Tuy nhiên CT scan không tốt bằng MRI. Nhưng mà nếu không có MRI chụp CT cũng được. CT thì một cái lỗi như vậy. Với một số tình huống thì cái đậm độ của sỏi với đậm độ của dịch mật nó bằng nhau, tức là cái độ cản tia của em đó, khi mà tia X đi qua mình nhìn thấy cái hình Y
dày trắng đen là do cái mô hay cái dịch đó nó sẽ cảm thấy lại với nhiều mức độ khác nhau. Như vậy thì cái độ tương phản càng rõ giữa cái hai cái mô mà mình mong muốn mình thấy đó, càng nhiều mình sẽ thấy càng rõ. Ví dụ đây em thấy là xương là màu trắng, cái phần dưới bên kia đó là dạ dày đó, thì một nửa trên là màu đen là khí, nửa dưới là màu trắng, thì nó có uống chẳng quan như là dạ dày. Đây là tắt là thấy được rõ và cái đầu là cũng liên quan. Nhưng càng một nỗi đó là một số trường hợp thì cái viêm phổi mạch đó có đầu nặng độ với là nhiệt mạch, cái thứ đó là mình thấy được, đúng không? Cái viêm phổi mạch nó đầm nặng độ với phổi mạch như cái nhiệt mạch của mình, một số ít thì nó do cái nhiễm canxi đó thì nó sẽ căng ha, nó sẽ cản tiêu nhiều thì dễ thấy. Nhưng mà một số phổi mạch là đầu nặng độ với nhiệt mạch đen, và nếu như nó xảy ra mình chụp nhưng mà nó có nhưng mà mình không thấy, các bạn cứ tưởng tượng như này lên đầu nặng độ thì giống như bạn đeo kính mát vậy đó, bạn sẽ không phân biệt được hai cái nào ở ngoài cái khác nhau, còn đen bạn đeo kính đen như bạn thấy là nó sẽ giống nhau, đó nó hơi giống như vậy. Nhưng MRI thì là khác, tại hồi nãy tôi nói CT scan đó thì họ dùng nguyên tắc là dùng tia X, đúng không? Tia X đi xuyên thấu qua sỏi hay là nhiệt mạch. Trong khi MRI á, chụp hình thì dựa vào gọi gì nữa, đường ruồng ha, apply cho đường ruồng của cơ thể bệnh nhân và sự chuyển động của nguyên tử hydro. Nguyên tử hydro nó sẽ có nhiều trong nước. Như vậy thì giữa nhiệt mạch với sỏi là nó khác nhau một trời một vực, đúng không? Sự tương phản này là rất là đáng kể. Cho nên để mà sỏi là sẽ thấy, bỏ sót trong em trai gần như siêu đô cũng chậm. Thì mà thấy có những cái viên sỏi nhỏ xíu xíu này, CT không giờ thấy được. CT là nó y chang nhưng mà cũng thấy được. Cục sỏi đâu cái cục nào cũng to đâu, đúng không? Có những cái sỏi nhỏ thôi. Và bạn thấy là thấy rất là rõ, đây là cái kinh nghiệm đó. Đây là một cái phim khác. Mấy bạn thấy là đường mật này có giãn không? Giãn rất ít. Bệnh nhân này đau bụng rất là dữ. Vàng da, tưởng là viêm gan. Vàng siêu áp đường mật bình thường, không có giãn. Chẩn đoán là viêm gan, điều trị 2 tuần viêm gan không hết vẫn đau bụng, chụp MRI nó thấy sỏi hoặc tụ sỏi này ha, ống mật giãn rất nhiều, đường mật trong gan thì nằm bình thường ha. Đây là một cái tình huống rất là các bạn đây sỏi gây tắc nghẽn gây triệu chứng vàng da nhưng mà đường mật này không giãn nhiều, thì em thấy là độ dày độ viêm nhiệt rất là cao và đặc biệt là nó không có bao giờ nó không có gây nặng gì cho bệnh nhân hết, không nghe biết hello. Cấp cứu mời em nè, mời em đã làm gì hỏi có gì không, nói chuyện thì tôi đang giải cho những người ta luôn kìa. Rồi cái này á, mấy bây giờ mấy bộ mấy học mấy cũng không nhớ đâu ha, không nhớ, thành ra từ nào mà đi lâm sàng á coi cái phim từ đây học tới năm thứ sáu mình sẽ nhớ ha. Cái xoay được trong bộ là cái hồi nãy em nói á ha, thì do mình sẵn nghiệp mình vô mình cắt cái mạch mình bơm thuốc cho đâu có mạch, mình thấy cái sỏi nó là một cái trong cái xoay nó là một cái hình khuyết ha, hình khuyết thuốc. Và đương nhiên bạn thấy cái này thì giống như gì, giống như lấy cái ly sữa mình bỏ cục đá vô, cục đá lớn không thấy, cục đá nhỏ không thấy, thì sữa nó che hết rồi. Cái hút cản quan này cũng vậy ha, nếu trong mật giãn lớn coi vậy không thấy cục này, tưởng tượng ra
cái thuốc chảy vào phía trước và phía sau viên sỏi là nó phải che hết đi rồi, không bao giờ thấy được. Nên chụp cái xoang từ quy này rất là dễ bị gọi là che khuất, tức là có nhưng mà thấy được. Thì hoặc là em phải pha cái sữa nó lại đi, đúng không, để em dễ thấy hơn. Cái mình thấy là cái trên là về độ cẳng kia mà, tức là pha nó cẳng qua thì lại đi bằng cạnh bơm thuốc như bị lời. Khi mà thuốc cạnh bơm nó lan thì mình sẽ thấy hình huyết trước khi mà nó bị lặp lại. Cho nên đây là một hình chụp, sau đây là dùng máy CA, thì người ta gọi là fluoroscopy, là soi vừa bơm thuốc vừa đạp máy để nhìn. Thì cái thuốc cạnh bơm nó lan ra mình sẽ thấy hình ảnh điểm sỏi, sau đó nó bị mở. Thì nếu dùng fluoroscopy tức là soi mà soi x-quang đó, thì cái độ nhảy của em sẽ tăng lên được 30%. Tức là những cái này bỏ sót 30% sỏi. Cái này kỹ thuật các em cần biết. Siêu âm thì có siêu âm ngoài bụng, bây giờ trong mổ có một số trường hợp trong khi mổ mình nghi ngờ mình biết có sỏi trong mổ mật hay không thì mình có thể chụp xoay trong mật như vậy, hoặc là mình lấy đầu dò siêu âm mình để vô trên kéo mật mình coi. Cái này cũng không có cái gì khó, có điều nó xảy ra trong khi mổ mà thôi. Nhưng bạn thấy đây, cái hình như thế này là một cái ống mật dạng mà có cái hình màu trắng và có bốn lưng. Cái hình ảnh sỏi đặc hiệu trên siêu âm đó là một cái hình có hai bên dây cuối, tức là tăng cái phản âm và phía sau nó có cái bốn lưng. Đó là cái hình ảnh điện. Và đương nhiên nó đi kèm cái hình ảnh gián tiếp là ống mật dạng vân vân. Rồi một cái thứ nó phải có, nếu mà được thì là soi, dùng giống soi để soi trực tiếp vô mà để thấy.